Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tám Bóng Đá. Ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi phân tích kèo cá cược trận đấu tại vòng bán kết 1 Cúp Liên đoàn Anh giữa Chelsea với Tottenham. Phong độ của cả hai đang cực kỳ ấn tượng trong thời gian gần đây. Chính vì vậy ở trong trận đấu này hứa hẹn sẽ mang lại rất nhiều những ấn tượng và cảm xúc dâng trào cho tất cả anh em. Và ngay bây giờ hãy cùng với chúng tôi phân tích trong video lần này. Anh em hãy cùng bàn luận với chúng tôi ở dưới phần comment nhé. Soi kèo bóng đá Chelsea gặp Tottenham. Thời gian diễn ra là 2 giờ 45 ngày 6 tháng 1 năm 2022 theo giờ Việt Nam. Lưu ý, đây là nhận định mang tính cá nhân của chúng tôi. Lựa chọn cuối cùng vẫn là anh em. Soi kèo trận đấu Chelsea gặp Tottenham, phong độ của Chelsea 5 trận gần nhất. Chelsea đã không mất quá nhiều sức để đánh bại Brentford với tỷ số 2-0 ở tứ kết để xứng đáng bước vào bán kết. Nhìn chung, phong độ gần đây của The Blue là không tệ khi 7 trận gần nhất trên mọi mặt trận họ đã bất bại. Tuy nhiên so với giai đoạn đầu mùa, thì thầy trò huấn luyện viên Tuchel đã không còn sự hiệu quả cao nhất khi 3 trên 4 lượt trận gần nhất tại Hoàng Anh, họ chỉ có kết quả hòa. Phong độ của Tottenham 5 trận gần nhất. Tottenham cũng cho thấy họ xứng đáng góp mặt ở vòng 4 khi ở tứ kết đã đánh bại West Ham, đội bóng từng khiến Man City phải dừng chân tại sân chơi này. Nhìn chung phong độ gần đây của gà trống thành London là khá tốt khi 7 lượt trận gần đây tại Premier League, họ đều bất bại với 4 trận thắng, 3 trận hòa, trong đó từng cầm chân Liverpool với tỷ số 2-2. Soi kèo tài xỉu Chelsea gặp Tottenham, tỷ lệ kèo tài xỉu. Mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 của trận đấu là 1 hòa, còn mức kèo tài xỉu nhà cái đưa ra cả trận là 2,5. Hàng công của Chelsea đã không còn hiệu quả như giai đoạn đầu mùa, bằng chứng là họ từng bị Brighton cầm chân ngay trên sân nhà với tỷ số 1-1. Hiệu suất ghi bàn của Tottenham tại Premier League cũng không quá tốt khi mới ghi 22 bàn sau 17 lượt trận, thậm chí mới có 6 lần lập công sau 7 chuyến làm khách. Vì vậy khả năng nổ tài trận này là rất khó xảy ra. Kèo xỉu nên được người chơi cân nhắc. Soi kèo nhà cái châu Á. Ở trận này nhà cái châu Á đưa ra mức chấp cho kèo cả trận là Chelsea chấp đối thủ 0,5 trái. Trong 5 lượt trận gần đây tại Premier League, Chelsea chỉ có duy nhất một trận thắng, đó là thắng lợi nhọc nhằn 3-2 trước Leeds United, trận đấu mà họ đã phải nhờ tới hai quả 11m mới có thể đánh bại được đối thủ này. Qua đó, đều thua kèo cả 5 trận. Trong khi đó, với phong độ đang ổn định, Tottenham đã thắng kèo cả 5 trên 6 trận gần đây. Vì vậy niềm tin dành cho cửa gà trống là rất có cơ sở. Đây là những tư vấn của chúng tôi về kèo đối diện cho anh em. Chúc anh em sẽ đưa ra được những lựa chọn mang chiến thắng. Hãy để lại ý kiến dưới comment và cùng bàn luận với chúng tôi nhé. Dự đoán tỷ số trận đấu: Chelsea hòa 1-1 Tottenham. Trên đây là những nhận định cá nhân của chúng tôi. Chúc cho anh em sẽ có những cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để cập nhật sớm nhất các video soi kèo mới và hay nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.